64 mã sàn trong phiên ngày hôm nay Kết phiên ngày hôm 3 tháng 11 Thành khoản 43.208 tỷ Giảm 8,16 điểm xuống còn 1.444 điểm Mức thanh khoản kỷ lục đúng không? Tổng ba sàn nó hơn 2 tỷ đô Chưa từng thấy Khi mà thị trường chứng khoán nó phổ cập Cái mức thanh khoản của nó cực kỳ khủng khiếp Và cũng phải cho thấy là lượng nhà đầu tư nhà, nhà đầu cơ quá nhiều Nhà đầu cơ quá nhiều Và khi có biến phát là người ta sẵn sàng bán vào mọi giá thì hôm nay tất nhiên dòng bất động sản nó tăng tốc thôi thì người ta chốt lời chuyện bình thường người ta bán giá nào người ta cũng win à, khối ngoại cả giao dịch thỏa thuận là họ à, mua vào là 321 tỷ tập trung rất nhiều vào HBG GX KDC VHM NVN KBC họ bán ra là Hoa Sen MSN VNM TB Bank OCB HVN Nam Kim Nam Long à, tự doanh à, tự doanh hôm nay bán dòng cũng rất là mạnh cả giao dịch thỏa thuận họ bán dòng 926 tỷ tập trung bán rất nhiều KDH, VB Bank, BNG, Techcombank, vnm HPG, TV Bank, VIC. Một điều khá bất ngờ khi dòng bank nó dẫn ra thị trường thì tự doanh lại bán rất là nhiều bank. Họ mua vào VGC, SSI, DG, DCM, AIB. Ừ. Đi sâu vào phân tích các mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao. Mọi người nhớ like nhé, like cho vui. À, VNX, hôm nay có một mức thanh khoản kỷ lục, đúng không? một không? 1,5 tỷ cổ phiếu giao dịch trong phiên ngày hôm nay Thanh khoản kỷ lục Lượng cổ phiếu giao dịch cũng kỷ lục Rất là khủng khiếp Cả tiền, cả cổ phiếu đều giao dịch ở mức kỷ lục Chưa từng thấy Hơn 43.000 tỷ Quá nhiều tiền Việt Nam quá nhiều tiền Và cái cho thể lượng nhà đầu cơ trên thị trường rất là khủng khiếp à, Phân tích dòng bất động sản mọi người nhé Điểm đóng trong phiên ngày hôm nay à, Khi mà thị trường chứng khoán nó trở lên phổ cập hơn Thì bắt đầu người ta đầu tư sẽ rất là khiếp nhớ năm đầu năm 2020 thanh khoản vẫn vòn vỏn vẹn khoảng vài nghìn tỷ mà bây giờ là 43 nghìn tỷ như là gấp 10 lần thì thì các bạn phải hiểu là những cái công ty chứng khoán nó mới nóng ruột nó muốn nâng vốn như kiểu VND chẳng hạn nó rất là nóng ruột Thì mà cố gắng nâng vốn để có thể cho vay nhiều hơn tận dụng thời cơ khi mà thị trường chứng khoán Nó đang diễn biến nóng DG giảm sàn Ok, con này nếu mà ngày mai mà giảm sàn tiết thì mọi người có thể bắt vui 5% nhé. Bắt vui thôi mọi người ạ. Ngày mã kiểu là bắt giao rơi thì mọi người bắt vui thôi. kỳ vọng là tạo cái đỉnh hai nhé. Tạo cái đỉnh hai bắt vui thôi. Mình thì không có xu hướng bắt giao rơi. Hôm nay cho mọi người chốt lời TCH này. TCH sáng nay hình như còn chốt giá xanh. Sáng nay là tôi chốt được giá xanh. tôi nhắn ở trong nhóm là bảo mọi người là thôi chốt con TCH đi. Nhìn có dấu hiệu là suy yếu không có dấu hiệu bứt bứt thì mấy cả gặp cái vùng này thì nghĩ là nó sẽ tạo cái miệng cốc ấy. Nha, tạo một cái miệng cốc gặp vùng kháng cự để tạo miệng cốc thì thôi bảo chốt non. Chốt non thì dành tiền mới chuyển sang mã khác. Bởi vì thấy gặp vùng kháng cự mà, nó Gặp vùng kháng cự hôm qua nó đã phản ứng rồi. Hôm qua mình đợi cho nó hết phiên để xem nó nó sẽ kết phiên ở cái giá nào thì nó phản ứng tiêu, tiêu cực. Thì hôm nay nó thấy nó không được khỏe cho lắm thì thôi cũng chốt lời. Hôm nay giá cao nhất của nó là 19 19 15. Đúng không? giá tham chiếu của nó 19,05 thì các bạn chốt giá xanh là chuyện bình thường mà. Hôm nay chốt giá xanh tôi nghĩ rất là nhiều bạn chốt được giá xanh đấy. Ok nhá, TCH mai khuyến nghị mọi người chốt lời thôi. Không ngờ vậy. cuối phiên nó cũng giảm theo ông bất động sản, giảm phần trăm tăng thì trả được bao nhiêu mà giảm cũng rất là khiếp. Đúng không? TCH. Hôm nay cả cho mọi người chốt lời con BSI. nữa, ai Hôm nay cho mọi người chốt lời vùng 40 đúng không? Hôm nay chốt 40 thì chốt thoải mái. Giá cao của nó là 41 Giá cao nhất của nó là giá 41. Hôm nay chốt 40, nhiều bạn chốt được. Hôm nay có những lúc nó tăng gần trần Giá trần của nó là 41 15 thì mình thấy cũng nó không, không không trần được và cái dấu hiệu mà dòng bất động sản nó điều chỉnh Và nó có, có, có khả năng đúng không? Có khả năng con BSI nó tạo cái, cái, cái Tết cung đảo chiều thì hôm nay mình cho mọi người chốt vùng 40 Và con BSI này là Với quan điểm cá nhân của tôi thôi nhé Nó đạt target của tôi rồi Đạt target của tôi rồi nếu mà các bạn muốn mua thì đợi nó điều chỉnh lại đúng, điều chỉnh lại và cho nó đánh lại đi. mình dành tiền thì mình chuyển sang cái mã ngành khác có dư địa tốt hơn hoặc chuyển sang chính những cái dòng chứng khoán luôn, đúng không? Chính những dòng chứng khoán luôn. BSI hôm nay kết phiên là tăng có 0,8% chốt giá 40 thì mình mua giá 28 mà, đúng không? Giá 40 mình được tận 12 giá, rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời, gần lời gần 40% đấy. nhá BSI. À, dòng bất động sản đi quay trở lại phân tích dòng bất động sản thì hôm nay dòng bất động sản đầu phiên ngay từ đầu phiên tôi bảo mọi người đừng có mua đuổi mua đuổi làm gì bạn thích thì các bạn bắt sàn 5% phần trăm nó vui đấy, chứ còn đâu để mà đầu tư gì bất động sản nó tăng thốc như thế đầu tư gì nữa Đó, bắt sàn vui thôi hôm nay cũng hơi đáng tiếc là không không cho mọi người chốt kdh hơi đáng tiếc ở đầu phiên quên mất cũng không cho mọi người chốt lời con kdh bởi thấy dấu hiệu là không biết được qua vùng đỉnh này định cho mọi người chốt lời rồi và cuối phiên nó lại giảm theo dòng bất động sản nó giảm thế là thành ra mọi người bị, bị mất lại thì kỳ vọng nó sẽ tạo một cái đỉnh nếu mà chạm con này thì nhiều khả năng là chạm m hai mươi thì nó sẽ quay trở lại bất động sản tôi nghĩ nó cũng phải tạo cái đỉnh hai rồi bắt đầu mới giảm tiếp được chứ. không đến mức để mà nói về tăng nóng thì chắc nhiều có nhiều mã tăng nóng đâu có con dig với cả mấy con xây dựng có mấy con l 14 các thứ tăng nóng chứ còn đâu đa phần nhưng cái bất động sản nó không tăng quá nóng đâu con kdh này làm gì mà tăng nóng đâu thật ra bây giờ mọi người trong nhóm vẫn lãi đúng không mua ngày từ từ ngày mùng bảy tháng 10 cơ mà. nó đang lãi con kdh này vẫn chưa cho mọi người mua gia tăng hay gì cả hôm nay thấy dòng bất động sản bị chốt lời nhiều quá cho nên có khi bảo ngày mai đúng không? ngày mai nếu con này tiếp tục giảm mạnh thì mới cho mọi người chốt lời chứ còn đâu để à, cho mọi người mua gia tăng chứ còn đâu để mà nói về yếu tố mà 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 mua hôm nay thì tôi không không có khuyến nghị mọi người mua mua vui thì các bạn mà bắt sàn bắt 5 ngày mai bắt đẹp đúng không? ngày mai bắt sàn là đẹp ngày mai bắt sàn thì ưu tiên là bắt sàn thì mình cứ chơi hẳn những cái con mà mang tính đầu cơ đi mang tính đầu cơ cao ví dụ DG chẳng hạn ngày mai sàn thì các bạn cân nhắc các bạn bắt được DG này, NHA này bắt sàn vui thôi mọi người nhé bắt giao rơi bắt sàn vui NHA này cũng bắt được 5 phần nhá có thể bắt được 5 phần rồi bắt đầu là vì T cộng 3 thì các bạn cân nhắc các bạn bán đấy đánh theo kiểu bắt vui thôi thường là sẽ có xu hướng nó sẽ tạo cái hai đỉnh trong bắt đầu mới trôi đúng không mới trôi <laughs> bắt vui thôi mọi người ạ nha à, ok dòng bất động sản thì hôm nay không có gì quá nhiều để mình phải phàn nàn gì cả đúng không? mua đuổi làm gì năm nong này năm nong hôm nay có những lúc cũng tăng gần trần nó tăng trần luôn sáu năm chín mươi chưa trần đúng không? năm nong hôm nay chưa trần và bắt đầu hôm nay bị bán giảm sàn còn nào tăng thốc hôm nay giảm sàn hết mà. 5 năm Nông này 5 Năm Nông ngày ngày mai mà giảm sàn Mọi người cũng cân nhắc có thể bắt được 5% Bạn nào thích tự bắt 5% cho vui nhá. Bắt đánh T cộng cũng được Thường thường nó sẽ phải có những cái nhịp cả quả bóng quả bóng đó. Quả bóng nó, nó lẩy xuống nó Giảm xuống lẩy lên Nhiều bạn sẽ nói dòng bất động sản nó tăng thốc Thì nó sẽ tạo luôn mộ Nhưng mà tôi nghĩ là không tạo mộ đâu Không đến đến mức mà tạo tạo mộ nhanh như vậy đâu nó không phải như kiểu ví dụ những cổ phiếu như kiểu rich các thứ thì nó tạo kiểu đó thì hơi khó nhá tạo kiểu thường, kiểu như, kiểu những cái cổ phiếu kiểu như này thì con rich tăng lên mấy các bạn sẽ nói là nó giống, sẽ giống như kiểu tgg hay là con rich hay con Bill chẳng hạn những cái cổ phiếu cơ bản nó khác những cổ phiếu đồ cơ mọi người ạ cổ phiếu cơ bản kể cả con kbc nhá có con, con kbc này nó cũng nó sẽ những cái cổ phiếu cơ bản nó sẽ diễn biến nó khác Ê, theo uh, kinh nghiệm của tôi thôi kinh nghiệm đầu tư lâu thì tôi thấy nó như vậy đây kể ngay cả cái KBC thì thôi nó mà cái tăng còn thấp hơn cả bây giờ cơ đó. Đó. giai đoạn trước ấy, KBC tăng từ ví dụ từ um, tháng um, từ giá 15 mà lên tận giá 45 nó tăng gần để... bây giờ con Dg thật ra là từ cái vùng nền của nó cũng lên được chỉ khoảng tầm 100% chưa đến 100% đúng không còn KBC có tăng khiếp hơn nhưng mà nó giảm xuống thì nó cũng có cái xu hướng nó sẽ tạo cái đỉnh hai xong bắt đầu nó mới duỗi ra duỗi ra thì còn dòng bất động sản thì mọi người nghĩ là nó đã hết sóng tôi nghĩ là chưa hết sóng đâu thì mà gọi là nó sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn thôi điều chỉnh trong ngắn hạn xong bắt đầu là nó gom hàng một lượt nữa có thể là nó điều chỉnh sâu nó có thể là điều chỉnh sâu nó bắt đầu gom hàng của mọi người hôm nay áp lực chốt lời rất là nhiều bởi vì người ta dùng margin nhiều mọi người... dùng margin nhiều thì dòng bất động sản thì tốt nhất là mọi người nếu mà đầu tư thì đầu tư vui thôi nhá đầu tư năm phần trăm còn nếu mà để mà đầu tư chuẩn ấy, thì cứ đợi cho nó rung rũ tích lũy tạo một cái vùng nền hỗ trợ Đấy, xong bắt đầu mình đầu tư sẽ hàn hoi tử tế hơn còn đâu bây giờ mình bắt rau bắt là bắt rau rơi thôi mọi người bắt là bắt rau rơi đầu tư vui năm phần trăm thôi nhá đầu tư năm phần trăm tôi thì hôm nay tôi không có bắt mã nào cả tôi thì hôm nay tôi còn có, có việc bận cho nên tôi cũng đi ra ngoài tôi chốt xong Uh, một vài mã xong bắt tôi tôi đi ra đi ngoài bảo khuyến nghị mọi người con K uh, TCH chốt lời với cả BSA chốt lời xong bắt đầu đi ra ngoài. Hôm nay thì anh Vũ anh cho mọi người bắt thêm một con banh. Banh thì uh, dòng bất động sản thì nói qua như vậy đi mọi người nhé bất động sản có gì đâu mà nói. Bất động sản hôm nay thì sàn hết cả một lượt. Nữa. Bất động sản và xây dựng sàn hết cả một lượt. Nữa. L14. Này. Bạn nào mà nhanh tay nhanh chân thì cũng, tranh thủ mà bán được đúng không? tranh thủ mà bán được sàn À bán được chân hôm nay sáng nay tôi cũng có nói mọi người tranh thủ mà chốt lời thôi chứ còn đâu để mà mua đuổi gì nữa dòng bất động sản với dòng xây dựng không nên mua đuổi cả Đó. hôm nay sàn hết mà nơi cơ nơi cơ sàn này. về vùng hỗ trợ mà vẫn còn sàn này. áp lực nhà đầu tư cá nhân mà người ta đầu cơ mạnh quá người ta bán thì lái nó cứ, cứ để cho các ông bán thôi nó xác định mà nó muốn gom hàng thì nó cứ để cho ông bán thôi xong rồi xuống cái vùng giá hấp dẫn thì người ta lại gom người ta lại gom người ta đánh lên sóng đầu tư công thì bắt đầu phải tôi nghĩ từ đây đến cuối năm thì nó vẫn vẫn ok vẫn ok thì tí nữa sẽ phân tích những cái mã ngành nào có thể có thể sẽ tăng trong những cái ngày sắp tới hoặc trong tuần tới nhá. có thể thôi mọi người nhé xem kỹ về dòng tiền cũng như thị trường trong phiên thì tôi mới khuyến nghị được mọi người xem là ý đồ của dòng tiền ý đồ của tạo lập như thế nào. Và có khi là sẽ phải đợi cái test cái nhịp vào vùng 1424, có thể sẽ đợi cái nhịp test vùng 1424 thì bắt đầu mình mới tham gia trở lại và mình tham gia mua. Ok, uh, LIG, LCG để, 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 sàn hết. Hôm nay dòng xây dựng thì không phải bàn nhiều. Quá nhiều mã sàn. 64 mã sàn cơ mà, đa phần toán bất động sản hết này NBB này, NBB sáng nay lúc chưa sàn thì tôi còn hỏi mọi người, này, còn ai còn giữ con NBB không? Nhưng mà chắc bạn các bạn hôm qua các bạn có một cái phiên mà NBB tăng tốt quá thì chắc các bạn chốt lời hết rồi. Lãi mấy chục phần trăm cơ mà, Lãi mấy chục phần trăm. NBB này. Hôm qua có những lúc có tăng tận lên giá 55 cơ mà, đúng Cái ngày tại sao nó có những cái phiên mà nó tăng mạnh như thế bởi vì là hôm qua là cái ngày giao dịch không hưởng quyền của nó. Hôm qua đây này, tỷ lệ chia là 128 này. Ngày giao dịch không hưởng quyền của nó cho nên là nó có cái biên độ lớn như vậy các mọi người nhé. Đấy. Các bạn chốt xong rồi các bạn có ăn được cả thêm cả cổ phiếu thưởng nữa Rất là sướng Nhiều bạn chốt lời luôn Con NBB ngày hôm qua Ok à, Xong bất động sản Như vậy mọi người nhá nếu mà mọi người muốn bắt đáy Hay mọi người muốn bắt rau rơi Thì mọi người dành tầm 5% ngày mai Các bạn bắt nhá Bắt thì chọn những cái cổ phiếu mang tính đầu cơ hẳn luôn DIG hay là Nam Nong hay là uh, NHA Đầu cơ nghĩa là nó đang tăng nóng trong giai đoạn vừa rồi ấy Và nó giảm ấy thì những cái ông nào mà tăng mạnh thì ông đấy giảm cũng mạnh nhưng mà để mà nếu mà có cái nhịp hồi phục thì những cái thằng đấy nó cũng à, những cái nhịp nó nó hồi phục tốt thì DG hay là KBC hay là KBC bắt cũng được nhá KBC các bạn bắt 5% phần trăm ngày mai được KBC năm long cũng đều hoàn toàn các bạn có thể cân nhắc các bạn bắt 5% phần trăm được ngày mai nhá bắt thử đi bắt thử đi để xem xem nó diễn biến sẽ như nào nó tôi nó nghĩ tôi nghĩ là thường thường nó sẽ phải như kiểu có quả bóng tăng thì vẫn chưa quá mạnh đâu tôi nghĩ là tăng tầm chưa được trăm phần trăm thì cũng chưa 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 đến mức quá mạnh Đấy như con KBC với tôi ví dụ mọi người ấy tăng đến cả ba trăm phần trăm nó bắt đầu nó mới giảm chứ đấy. bây giờ ví dụ con Dg này đã, nó đã tạo đã tạo đỉnh đâu bây giờ nó mới tạo một đỉnh đấy. bây giờ nó mới tạo một đỉnh thì thường thường nó sẽ tạo một cái đỉnh hai xong bắt đầu nó mới trôi, trôi xuống Thì trôi không thì nó lại rung rú tích lũy rồi tích quanh cái vùng đỉnh đó xong bắt đầu đánh lên tiếp đấy cái quá trình nó tăng nóng nó sẽ phải thường nó sẽ xảy ra những cái như vậy nhá những cái điều như vậy nhà ngày mai mà các bạn mà muốn thích dòng bất động sản thì ngày mai các bạn bắt sàn đi đấy có cho nên đấy tại sao mà các bạn không nên mua đuổi tiền đó các bạn có thể đầu tư những cái, những cái tiền lớn luôn nhá tiền lớn cái tỷ trọng lớn thì các bạn phải chọn những cái cổ phiếu nó mang tính an toàn hơn hôm nay trong nhóm có con lời ss cũng tăng trần ss tăng trần hôm nay con đường tăng trần tốt ở à, bvb này BBB tăng dòng ngân hàng tăng tốt hôm qua cũng phân tích mọi người dòng banh thì mọi người cân nhắc con BBB này OCB đúng không OCB mình đánh hẳn hẳn kênh trên và cấu hình nó tốt đi thì mình nó sẽ tỷ lệ win nó sẽ cao hơn Nên OCB thì nó sau khi bứt đỉnh xong thì nó sẽ đánh nó sẽ dễ dàng hơn mọi người nhé OCB hôm nay dòng tiền đánh khá là tốt BVB cũng vậy đúng không? BVB thì cái mô hình của nó tốt thì dung rũ tích lũy ổn tạo mô hình hai đáy đánh lên là chuyện bình thường. Còn BVB này thật ra là trong nhóm mà mua từ ngày tận ngày mười 14 tháng, tháng 10 rồi Và bây giờ mọi người lãi khoảng tầm nếu mà hôm nay lên cái giá 2350 thì mọi người phải lãi đến phải mười mấy phần trăm đấy đúng không? Lãi phải mười mấy phần trăm May kết phiên nó tăng được 5,12 phần trăm Ok dòng banh, sang dòng banh luôn nhá Dòng bất động sản là như vậy đi Mọi người nếu mà muốn bắt vui nhá Bắt vui 5% thì mọi người ngày mai mọi người bạn canh canh bắt sàn cho vui thôi còn đâu để mà đầu tư lớn vào bất, bất động sản thì tôi không khuyến nghị mọi người đầu tư lớn. Bởi vì là uh, vào cái giai đoạn mà có thể đó mình cũng không thể biết là đội tạo lập họ sẽ đánh như thế nào, đúng không? Cho nên là mình thường thường thì uh, theo những cái lịch sử thì thường những cái cổ phiếu cơ bản những cái dòng bất động sản và những cái mã cổ phiếu mang tính cơ bản nhá, mang tính đầu tư thì nó sẽ thường nó sẽ tạo hai đỉnh xong nó mới rơi. Đấy, kiểu như vậy nó còn khỏe hơn thì nó tích lũy đỉnh xong nó bảy đánh lên tiếp cơ. Đấy, cho nên là mình cũng phải cân nhắc đầu tư thì vừa phải thôi dòng banh đi Techcombank Techcombank banh Techcom banh tăng được bốn phẩy một phần trăm phần trăm ổn hôm qua bảo mọi người dòng banh thì mọi người ưu tiên nắm để mà mua thì tôi không có thích dòng banh lắm tôi không thích dòng banh lắm tôi là thiên về dòng dầu cơ tôi là thiên về dòng dầu mà bất động sản thì hôm nay lại chốt rồi tch chốt rồi còn đi cho cả nhóm các bạn trong nhóm nô no lắm là chốt từ sớm từ sáng lúc bắt đầu là thấy dấu hiệu suy yếu Cái lúc còn thị trường nó còn chưa đâu vào đâu bắt đầu là bắt đầu bảo thôi con TCS này có dấu hiệu là yếu yếu rồi cho chốt bớt bất động sản Và ngay từ sáng thấy dòng bất động sản nó tăng ầm 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 như thế bắt đầu bảo mọi người thôi đừng có mua đuổi bất động sản mua rồi là chết đừng có mua bất động sản bây giờ canh mà chốt lời thôi chứ còn để mà mua làm gì chốt bạn nào mà tranh thủ các bạn mà chốt DG hay là những cái con mà lời 14 các thứ giá chân thì rất, rất là tuyệt vời rất là tuyệt vời không là các bạn mất 20% 20% trong ngày 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 hôm nay ví dụ l 14 ở sàn hnx đó, thì các bạn mất 20% trong ngày hôm nay rất là đáng tiếc nó 20% mươi techcombank msb msb cũng ổn này hôm qua cũng có khuyến nghị mọi người là có những cái dòng banh mà đáng chú ý là bvb này ocb này msb những cái cổ phiếu mà nó có xu hướng sớm mà bất đỉnh đúng không xu hướng mà nó có vẻ là kênh trên trên thị trường nó xu hướng sớm bứt đỉnh sẽ rất là ok mua rất là ok đúng không hôm nay tăng sáu hai mình banh thì nó cũng phải phân hóa chứ không phải là mã nào nó cũng tăng đâu Techcombank để mà tăng được trần nó hơi khó không? tăng được trần hơi khó nhưng mà những cái con kiểu ocb msb tỷ lệ mà tăng trần nó sẽ cao hơn hôm nay có con liên việt cũng tăng tốt này liên việt nó tuy kinh dưới nhưng mà nó tăng được trần nhưng mà để mà xét về yếu tố mà sóng ngành đúng xét về yếu tố sóng ngành mà để mà tăng thốc thì nó sẽ khó hơn con ocb hay là con, con uh, msb giống như con bsi này tại sao đến tận bây giờ mới tôi mới cho mọi người chốt lời bởi vì là khi những cái cổ phiếu kênh trên mà sau khi bứt đỉnh thường nó sẽ rung rũ xong nó sẽ có những cái nhịp nó tăng thốc lên đúng không tăng thốc lên thì bây giờ đến cái giai đoạn tăng thốc của nó rồi thì mình hôm nay thật ra cũng biết đủ thôi đúng không biết đủ gần 40% phần trăm cho chốt lời rồi lại quá nhiều rồi sáng nay có những lúc là tăng 5-6% phần trăm rồi đúng không? chốt lời bảo mọi người chốt lời ai Tôi biết đủ mọi người nhắc kể cả ăn non tôi cũng phải chấp nhận. TCH tôi cũng phải ăn non. Nhiều bạn sẽ bảo là ông chốt cũng 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 khôn. Sáng nay nó bắt đầu là nó nó xanh, ông chốt rồi bây giờ cuối phiên TCH nó giảm đỏ 5% phần trăm, chỗ thế thì còn non cái gì? Nhiều bạn sẽ nói thế nhưng mà có thể con biết ai này nó giảm một, à, hôm nay nó vẫn còn tăng nhé, tăng 0,8%. Có thể nó vẫn còn tăng nhưng mà nó có thể là nó sẽ tích lũy một vài nhịp quanh quanh vùng này rồi bứt lên tiếp thì sao? Cho nên là mình mới phải gọi là mình chốt non. Các bạn xem cái mức thanh khoản thị trường tốt như này Thanh khoản thị trường tốt như này Thì dòng chứng khoán là những dòng hưởng lợi chứ mọi người Dòng chứng khoán là những dòng hưởng lợi chứ Chẳng qua bạn nào mà Cẩn thận Con VND hôm nay sáng nay anh Vũ anh cho chốt lời 50% Lúc mà lỗ vẫn còn đang tăng Xanh tăng 1, 2 Tăng hơn 1% hay gì đó và Chốt lời 50% Kỳ vọng 50% Bởi nó cũng vào cái nhịp tăng thốc của nó rồi mà Con VND này nhiều khả năng nó cứ tích quanh về vùng này Có khi nó đánh lên tiếp VND nếu mà vnd thật ra mà các bạn chốt như này có khi chốt non thật đấy đúng không? mặc dù là bạn các bạn chốt xanh mặc dù là các bạn chốt xanh tôi đang phân tích cái vấn đề về chứng khoán mặc dù các bạn chốt xanh nhưng mà có khi là các bạn chốt non thật đấy. bởi vì làm um, nó có thể là đánh rung rũ một hai phiên rồi bắt đầu lại vào cái nhịp tăng thốc của nó bởi vì là, dòng chứng khoán mà các bạn biết cái mức thanh khoản thị trường như này đúng không? <laughs> thì dòng chứng khoán nó hưởng lợi chứ sbs SBS hôm nay cũng tăng được 3,45% là có những, 5, 15, đó, có những lúc lên 15 40 hôm nay có những lúc lên 15 40. này này tạo mẫu hình hai đánh đánh lên khá là ổn. Nhiều bạn trên uh, YouTube cũng hỏi về con SBS này có nên giữ không thì mình khuyến nghị mọi người nên giữ đó, nên giữ. Bởi vì uh, khi mà sóng ngành chứng khoán nó vào thì ông nào tăng trước thì ông ấy sẽ điều chỉnh trước. Còn những người ông nào tăng sau thì thường thường sẽ có nhịp hơn. thường thường sẽ có nhịp hơn. Ví dụ CTG hôm nay có tăng được đâu? CTG hôm nay không tăng được nhiều. Đó, CTG hôm nay tăng 1,9% nhưng mà ví dụ như cái con mà nó chưa tăng ctg nó tăng vài nhịp rồi nó tạo hai đáy nó tăng vài nhịp có một cái phiên ngày 27 tháng người và với những cái phiên trước của nó cũng tăng rất là tốt nó tăng một hai tăng tốt có những cái ông như liên việt đè giá suốt thì bắt đầu hôm nay ông bắt đầu nổi dậy ocb ocb thì ocb thì nó tích lũy trên vùng đỉnh đỉnh ocb nó tích trên vùng đỉnh này thì nó đánh mấy cái phiên test cung đảo chiều test lại cái mười hai mươi và đánh lên hôm nay là hợp lý rồi Đầu lý rồi đấy những cái cổ phiếu như này thì ưu tiên là mọi người mua và nắm giữ này những cái vùng tích lũy như này mọi người là ưu tiên mua và nắm giữ này Thật ra con OCB này tôi có phân tích trên YouTube này từ những cái phiên ngày 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 15 tháng 10 này đúng không từ những ngày phiên ngày 15 tháng 10 sau khi nó tạo cái mô hình hai đáy xong rồi bắt đầu là rung rú tích lũy đọc cái phiên test cung đảo chiều ngày 14 tháng 10 ấy, nó bắt đầu bảo mọi người có thể cân nhắc các bạn mua con OCB này rồi và xác định xác định dòng tiền vào ngày 15 tháng 10 con này tỷ lệ bứt đỉnh cực kỳ cao OCB đây là dòng banh nhá. dòng banh thì tôi thích có mấy cái mã đó thôi, BBB OCB MSB bởi vì cái mẫu hình của nó tốt còn ví dụ Techcombank tôi cũng không thích đâu bởi vì là cái mẫu hình của nó đánh đối với tôi thôi nhá. đối với tôi thì mẫu hình của nó tôi đánh giá không thích mặc dù cũng là xu hướng lưng đáy lên và hôm nay bắt đầu nó bắt đầu xu hướng dòng tiền hôm nay tham gia là khá là tốt khá là tốt cái mẫu hình của nó tôi không thích lắm vì cái vùng cản trên này cũng mạnh vùng cản trên này người ta đu bám nhiều lắm để mà bứt qua vùng này thì cái lượng tiền của nó phải cực kỳ lớn luôn nhá cực kỳ lớn luôn à, thì dòng banh phân tích qua như vậy đi các bạn muốn hỏi mã nào thì các bạn đừng bình luận ở phía dưới nhá Đấy, dòng bất động sản hay dòng banh thì mình cũng phân tích rồi các bạn là muốn hỏi mã nào các bạn bình luận phía dưới mình sẽ cho khuyến nghị sang dòng thép đi dòng thép HBG HBG thì hôm nay tăng được 0,2% hôm nay có những lúc mà... con này thì xu hướng dòng tiền nó không tham gia lắm À, tôi nghĩ dòng thép à, dòng thép thì con HBG này các bạn cầm thì các bạn có thể tiếp tục là các bạn nắm giữ nhá nhưng mà để mà đầu tư đầu tư để mà dòng thép bây giờ nhá đầu tư bây giờ dòng thép bây giờ thì các bạn cân nhắc con TVN TVN nhá TVN nó phản ứng như này đánh giá tốt mà bây giờ thị trường nó đang bất bất ổn như này phải có những cái dòng dẫn chứ phải có những dòng dẫn có khi là ngày mai dòng thép nó sẽ chạy đấy nhá. ngày mai có thể là dòng dòng thép nó sẽ chạy đấy để ngày mà cân lại ngày mai kỳ vọng nó có thể là dòng thép và dòng dầu khí, dòng thép và dòng dầu khí ngày mai là tỷ lệ chạy cao với 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 quan điểm của tôi là như vậy. Nếu mà thị trường nó vẫn xác định là nó sẽ tiếp tục đi lên, đấy là tỷ lệ dòng thép và dòng 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 dầu khí nó sẽ là những cái dòng cân bằng lại thị trường. Đấy. Còn đâu bây giờ các bạn xem dòng bất động sản này, dòng xây dựng ngày mai kiểu gì cũng bị đạp tiếp, đúng không? cái tâm lý của nhà đầu tư ngày mai kiểu gì cũng bị đạp tiếp có thể là đạp đầu phiên xong cuối phiên nó sẽ hồi hồi một chút nhưng mà để mà xác định những cái dòng mà cân lại những ông bất động sản thì liệu ngày mai bất động sản nó có thể hồi xanh được luôn không tỷ lệ đó rất là khó cho nên nó sẽ là những cái dòng mà kéo thị trường xuống còn những cái dòng mà cân bằng lại thị trường thì tôi đánh giá dòng thép và dòng dầu khí có thêm cả dòng banh dòng banh thì hôm nay cũng có một nhịp tăng khá là mạnh rồi thì ngày mai nhiều khả năng có khi là những ông ví dụ có khi là vinhome và vic cũng đỡ được lại thị trường vinhome và vic có cả msn các bạn có thể cân nhắc mấy mã kiểu MSN nhá đây MSN hôm nay có một cái phiên rũ rất là tốt này Ở trên MA20 rũ rất là tốt nhá MSN vẫn là xu hướng đi lên của nó MSN mọi người nhá đây. hai hai phiên rũ rồi còn MSN mọi người cân nhắc ngày mai nhiều khả năng có MSN cân cân lại thị trường đấy mới viết G đây MVKG xem nào mới G thì không không đẹp bằng MSN ngày mai nhá đấy. nhiều khả năng ngày mai mới sẽ cân lại thị trường đấy nhiều khả năng MSN ngày mai sẽ cân lại thị trường nờ đánh đẹp. nờ đánh đẹp hơn, MV Nhá, nó có hai phiên rũ khá là đẹp này, hôm nay giữ giá tham chiếu. Đấy, thì banh nếu ngày mai nó sẽ banh ngày mai có thể nhiều mã nó sẽ tăng nhẹ, ví dụ ngày mai sẽ là TV banh chẳng hạn. Ngày mai TV banh có thể sẽ tăng nhá, ngày mai TV banh có thể sẽ tăng, CTG có thể tăng, ngày mai những cái ông nào hôm nay tăng nhẹ thì hôm nay nó sẽ có xu hướng nó sẽ cân lại thị trường nhá, cân lại thị trường, cân bằng lại. Chứ nếu mà bây giờ banh cũng giảm thép cũng giảm dầu cũng giảm và bất động sản cũng giảm thì thị trường nó có thể giảm những cái phiên khoảng tầm 70 điểm luôn đó. Đó, 70 điểm luôn đấy, đấy, là cái theo cái phân tích của tôi nhé mọi người nhé còn vấn đề là trong phiên này, để xem như nào thì sẽ khuyến nghị mọi người mua nhưng mà hiện giờ thì mọi người cân nhắc có 10 n trước đúng 10 n trước bây giờ phải có những cái mã dòng nó phải cân lại thị trường chứ đúng 10 n nghĩ 10 n ngày mai có thể nó tăng đấy hôm nay rất nhiều mã tăng tốt rồi eib hôm qua tăng trần hôm nay cũng tăng được 4,2% tăng vào nhịp tăng rất là tốt Bạn mua những cái vùng tích lũy này Các bạn cũng đấy Banh cũng ăn được chục phần trăm nữa. OCB cũng là cổ phiếu tốt Rất nhiều mã, Hôm nay banh tăng tốt Giữa nhịp thị trường Liên Việt có Liên Việt OCB tăng Dòng thép như vậy đi mọi người nhé Dòng thép Ngày mai Nhiều khả năng có thể nó sẽ Những con uh, nam kim này Thì ngày mai nó về vùng hỗ trợ Cái gì chẳng phản ứng Ngày mai nhiều khả năng có thể Các bạn mà cân nhắc Các bạn có thể uh, Cân nhắc bắt được con nam kim Tôi nghĩ vậy Tôi nghĩ vậy, các bạn có thể cân nhắc các bạn các bạn bắt được con Nam Kim Xét về vấn đề báo cáo tài chính quý 4 của nó vẫn ổn đấy. Tôi nghĩ vẫn ổn, nó thêm về xuất khẩu mà. Nhá, thêm về xuất khẩu mà. Ngày mai các bạn cân nhắc con Nam Kim Ngày mai nó giảm sâu sâu một chút thì các bạn cân nhắc các bạn bắt được con Nam Kim. Hôm nay dòng tiền thoát ra khá là mạnh. Nhưng mà nó không giảm sàn là tổ chức nó đỡ tốt Tổ chức nó đỡ tốt thì ngày mai nhiều khả năng nó sẽ nhúng nhúng thêm một chút rồi về cái vùng hỗ trợ này nó bắt được bật ngược lên. Các bạn cân nhắc con Nam Kim. Nam Kim, HBG thì giữ nhá HBG mẫu hình nó không không ổn được lắm và nếu mà xét về yếu tố mà dòng tiền nó đoánh thì tôi nghĩ nam kim nó sẽ hút tiền hơn so với con hbg hbg ngày mai sẽ có tôi tin là con hbg ngày mai sẽ có nhiều hồi phục đấy hbg ngày mai sẽ có nhiều hồi phục để mà thích thì tôi không thích lắm đâu nhưng mà để mà cân bằng lại thị trường thì nhiều khả năng ngày mai dòng thép nhé dòng thép ngày mai nó sẽ cân bằng lại thị trường đấy tít này tít nó lại giảm một phẩy chín phần trăm chạm mười hai mươi ngày mai con tít là nhiều khả năng cũng có thể là tăng, dòng thép nó tăng, thì đua nhau tăng hết mà. Đấy, ngày mai nhá dự kiến là ngày mai có thể là dòng thép, dòng dầu khí và những cái mã trụ như kiểu mới SN các thứ thì nó sẽ cân bằng lại thị trường sẽ tốt. Còn đâu để mà dòng bất động sản thì ngày mai sẽ nó sẽ xảy ra những yếu tố mà xu hướng mà. nhà đầu tư sẽ lôi ra tiếp tục bán tiếp. Đó. Thế cho nên mọi người mới bảo mọi người là dù mọi người có thể cân nhắc mọi người mua sàn, năm mua vui năm phần trăm nhé, mua vui năm phần trăm, dòng bất động sản. Okay. dầu khí BR BR hôm nay lại cũng bị, bị bán mất giảm 3,97% nó cũng đang tích lũy trên cái vùng này kỳ vọng ngày mai là con này sẽ bật ngược luôn bật ngược luôn BVC dòng dầu khí dòng dầu dòng dầu khí tôi đánh giá ổn nhưng mà hôm nay khá là bất ngờ với con BVC này sáng nay tăng rất tốt lên 16 40 14 60 nó bị bán ngược lại có những cái phim nó test lại mà tôi nghĩ nó chỉ test lại cái vùng 13 50 thôi nó test lại tận 13 20 với 20 Ngày mai kỳ vọng là con này sẽ bật bật lại thôi Kỳ vọng bật lại thôi Dầu khí tôi đánh giá vẫn ổn mà mọi người Dầu khí vẫn đánh giá vẫn ổn BVS BVS giảm 3,6% Nó đang tích lũy rất là chặt vùng này nó, nó, Tích lũy rất là chặt như này thì Đi lên nó sẽ bền hơn mọi người Tích lũy chặt như này đi lên sẽ bền hơn BVD BVD giảm 0,4 thôi Tích lũy ngày ổn BVD mọi người cân nhắc có thể mua BVD mọi người nhé cân nhắc mua nó cái tích lũy đỉnh như này ổn bây giờ dòng dầu nó chỉ sợ là khi mà OPEC nó tăng sản lượng đúng không? tăng sản lượng lên thì có thể xảy ra những cái áp lực điều chỉnh của dòng dầu nhưng mà bây giờ giá dầu của nó tôi ta vẫn ổn thì mọi người có thể cân nhắc tiếp tục đầu tư nhá tiếp tục đầu tư và nắm giữ dòng dầu khí ngày mai kỳ vọng ngày mai dòng dầu khí dòng thép và những cái mã trụ như kiểu MSN thì nó sẽ cân bằng lại thị trường và những cái dòng banh nó chưa tăng sẽ hôm nay nó sẽ tăng Đấy, kiểu như vậy nhá banh trứng thì quay sang dòng dòng trứng đi vnd dòng trứng thì dòng trứng có phân tích rồi biết ai cho mọi người chốt lời rồi vnd thì hôm nay anh vũ vào chốt 50 phần trăm chắc là các bạn chốt 50 phần trăm có gì các bạn còn chốt hết vnd này shs này trứng hôm nay nhiều mã cũng vẫn tăng mà vẫn tăng điểm mà shs tăng một à, giảm 1,2 phần trăm nhiều mã vẫn tăng mọi người trứng hôm nay nhiều mã nó vẫn tăng ssi SHS Cái mã này thì các bạn giữ được nhưng mà tôi không thích lắm Nếu bạn để mà thích thì tôi sẽ thích còn SHS hơn nhá và nhìn cái mẫu hình cũng như là dòng tiền thì tôi thích con SHS hơn nếu các bạn thích thì các bạn có thể cân nhắc con SHS và hôm nay nó không bị trôi xuống cái Bollinger này mẫu hình của nó vẫn là xu hướng đi lên nhá nếu mà thích cái dòng chứng khoán thì tôi cân nhắc con SHS thì tôi thích hơn nhá b -b này MBS giảm 2,88% nó sợ cái xu hướng của cái dòng bất động sản nó giảm quá mạnh đặc thù mà dòng bất động sản nó đặc thù ngày mai nhiều khả năng sẽ có những cái dòng cân lại và dòng chứng khoán ấy, trong nhóm thì giữ con BSI này um, VND này MBS thì đã cho mọi người chốt lời con BSI với cả VND rồi thì có khi là ngày mai có thể mà xem thị trường tốt tốt như nào mà cân nhắc chuyển sang những cái dòng an toàn hơn mọi người nhé chuyển sang những cái dòng an toàn hơn đi và xem dòng tiền như nào thì tôi sẽ cân nhắc mọi người chuyển sang những dòng an toàn hơn nhé. Tối nay tôi sẽ phân tích và ngày mai thì nếu mà các bạn muốn mua thì sẽ chuyển cho mọi người sang an toàn. Còn lấy vị thế thì các bạn hoặc là chơi hoặc mang tính sổ số, mang tính sổ số hơn thì mọi các bạn có thể bắt 5% dòng bất động sản nhé. Đấy mã năm hay là ha những cổ phiếu như vậy hoặc là ngày mai KDH mà sàn thì cũng có thể mua được nhưng mà KDH hôm nay không sàn thì có khi ngày mai nó thể là hồi xanh có thể còn cái việc giảm của nó tiếp của nó đấy là việc của nó bất độ sản ok uh, mbs đấy, SBS, hôm sbs hôm nay tăng còn gì sbs hôm nay tăng 3, còn gì sbs hôm nay tăng ba bốn mươi có lúc tăng lên mười mười lăm bốn mươi mọi người trong nhóm đi đang lãi hết đó. đồng chứng khoán tôi nghĩ mọi người nên giữ à, nên giữ được một vài mã thôi còn BSI tăng quá nóng rồi thì mình chốt lời là chuyện bình thường cho nó dung rút tích lũy lại để tránh trôn vốn có thể tiền của con BSI này một vài phiên tới thì mình có thể chuyển sang những mã kiểu như kiểu là MSN chẳng hạn MSN chẳng hạn nó chuyển sang những cái mã có xu hướng nó sẽ đỡ thị trường trong thời gian tới có thể là dòng bánh chẳng hạn hoặc dòng thép có thể gia tăng thêm dòng thép Đấy, kiểu như vậy nhé mọi người nhé OK hôm nay phân tích vậy đi mọi người muốn hỏi mã nào thì mọi người bình luận ở phía dưới mọi người tham gia dung khuyến nghị cũng như là phân tích thị trường cho phiên Điểm mua điểm bán thì các bạn lì xì từ 2 triệu trở lên Còn các bạn muốn uh, Tham gia khóa học, phân tích kỹ thuật, phân tích căn bản, phân tích tổng quan Thì các bạn lì xì từ 5 triệu trở lên Và uh, Tất nhiên nhóm đó thì vẫn sẽ có uh, Nhóm khuyến nghị Cũng như là uh, nhóm dành riêng cho học viên nhá, Mọi người nhé Mọi người uh, like và bình luận Những cái mã mọi người muốn hỏi ở phía dưới nhé buổi tối mình sẽ Có thời gian mình sẽ trả lời mọi người